sân chùa niềm vui dâng đó đây. Hào quang dâng bao la trong hương thơm xa xa, bao nụ cười rộn ràng sáng ngập tim đúc hoa đoàn niềm tin tân. Cùng mây xanh bao la làm chim vang câu ca, nắng hồng thật hiền hòa kia tình lúc hoa đoàn niềm tiến lên. Luân hồi ta dâng cho đời ngàn niềm vui chứa chan, cùng nhau ta đi lên dệt tan bao si mê, bao bể khô gặp bừng ta nguyện đồng một lòng cùng nhau tinh tấn. Nguyện theo chân Như Lai từ bi gieo muôn phương anh đạo vang sang ơi, nguyện đồng một lòng cùng nhau tiến tu. Ta học Phật Pháp và ta học tiếp sử của Tôn giả Xá Lợi Phất. Hôm nay ta sẽ học cách mà Phật dạy cho Tôn giả Xá Lợi Phất ứng xử đối với chư Tăng trong Tăng đoàn, cũng như là đối với hàng đệ tử. Những lần trước chúng ta đã biết qua được tính cách và đặc biệt, điểm đặc biệt của tôn giả rồi. Thế nhưng mà ở trong cái cuộc sống sinh hoạt thì vẫn còn những điều mà tôn giả phải nhờ sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Đó là gì? Đó là cái câu chuyện giữa tôn giả với lại Ngài La Hầu La. Quý Phật Bệ Tử biết La Hầu La có quan hệ gì với Đức Phật? Dạ, quan hệ huyết thống với Thái tử Tất Đạt Đa. Khi mà Đức Phật thành đạo thì 3 năm sau Ngài mới trở về Ca Tỳ La Vệ lần thứ nhất để thăm vua cha Tịnh Phạn, đồng thời cũng quá độ hoàng thân Quốc Thích. Và 5 năm sau Ngài trở về một lần nữa, thì lần thứ hai đó là độ được hàng ni giới của chúng tôi. Tức là 5 năm sau thì Kiều Đàm Di, nghĩa là dì của Ngài, sau này gọi là Đại Á Đạo Tỳ Kheo Mahabasa Ba Đề, xin Thế Tôn cho nữ giới được xuất gia. Thì hai lần về tại Hoàng Triều để thăm, và lần thứ hai đó
không chỉ thăm mà là lần cuối cùng để chăm sóc vua cha. Đó là 5 năm sau cộng với 3 năm trước là 8 năm sau khi Đức Phật thành đạo thì vua Tịnh Phạn băng hà. Và trước khi băng hà, Thế Tôn đã về và độ được vua cha, chứng được tam quả A-na-hàm. Đích thân Đức Phật là người mà đưa cha, cái bàn tay của Đức Phật nâng cái kim quang của Tịnh Phạn Vương để mà trà tì. Thế là Đức Phật rất là hiếu đạo. Thì khi về tại Ca Tỳ La Vệ thì Gia Du Đà La đã hờn Thái tử Tất Đạt Đa lúc trước bỏ mẹ con nàng để đi xuất gia. Cho nên khi Phật về thì Gia Du không ra lễ, không ra lễ bằng tay, bằng chân, bằng mặt, nhưng mà trong tâm thì lễ nhiều hơn ai hết. Cho nên luôn luôn đứng ở một cái chỗ khuất mà theo dõi Đức Thế Tôn. Và suối La Hầu La ra thưa với lại Thế Tôn xin trao cho gia tài. Bà nghĩ là Thế Tôn sẽ chuẩn y lời cầu xin của La Hầu La. Tại vì ngoài La Hầu La ra thì cũng không còn ai xứng đáng, đủ tư cách, đủ cái pháp lý để mà đứng lên ở cái ngôi vị quân vương sau khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu. Một điều hết sức là bất ngờ đối với La Hầu La thì bất ngờ mà không nhiều, tại vì La Hầu La là trẻ con, nhưng mà bất ngờ đối với Gia Du. Khi mà La Hầu La xin Thế Tôn cho con xin Cồ Đàm, xin Ngài giao cho con hết cái tài sản như là cái lời của mẹ con dạy, là Ngài thiệt tình nói hết như vậy đó, thì Đức Phật rất là hoan hỷ. Được, chẳng những là ta giao cho con mà ta không giao tài sản bình thường, mà ta sẽ giao cho con thánh tài vô tận. Nói xong rồi kêu ai? Kêu Xá Lợi Phất. Có một điểm mà mình thấy hết sức là nể nang Đức Phật, không phải chỉ ở trên cái vấn đề chứng đạo. Chứng đạo thì đồng ý rồi, nhưng mà không phải là chứng đạo rồi sống rất là coi như là sống cách biệt với lại con người, sống kiểu lập dị, mà cũng sống hết sức là tâm lý. Chứ không phải nói chứng đạo, bởi vì chứng đạo đó có nghĩa là đi ra cái thường tình. Nhưng mình sống thường tình thì mình có những cái suy nghĩ, những cái đối xử nó bình thường của thế nhân. Còn Đức Phật mình nghĩ chứng đạo rồi thì Ngài khác thế nhân, nhưng mà không, Ngài có những cái điểm rất là hay. Mà khi nào mình có một cái cảm nhận, chúng ta lặn sâu vào ở trong cái cuộc đời của Đức Phật, thông qua lịch sử của Ngài hoặc là thông qua kinh điển, thì chúng ta mới thấy được cái hay của Đức Phật. Là đáng lẽ ra dĩ nhiên là Thế Tôn là giáo chủ, là thầy, là linh hồn của tăng đoàn, cho nên Ngài đủ tư cách làm thầy tất cả. Thế nhưng khi La Hầu La đến cầu gia tài, Thế Tôn trao thánh tài, tức là có cái ý cho La Hầu La làm gì? Xuất gia. Xuất gia mới trao thánh tài được. Thánh tài có nghĩa là tài sản của bậc thánh. Tài sản của bậc thánh là gì? Quý Phật tử nghĩ tài sản bậc thánh là gì? Là sự giác, giác ngộ, là lậu tận A-la-hán. Đó là cái tài sản của một chúng sinh giác ngộ, thành tựu đạo quả. Thì Thế Tôn cạo tóc cho La Hầu La là chuyện có thể dễ dàng, hợp pháp, nhưng mà Ngài không làm. Cái điều này để cho chúng ta học một cái bài học trong cái cuộc sống, và đặc biệt là sau này tăng đoàn khi mà tu hành và ứng xử.
Nếu như Thế Tôn mà xuất gia cho La Hầu La thì dễ quá, nhưng tại sao Ngài không xuất gia mà giao cho Xá Lợi Phất? Đây là một yếu tố tâm lý mà tôi nói rằng Thế Tôn hay, tôi nể nàng Thế Tôn. Thật sự ra Phật không vướng mắt, nhưng mà ai vướng mắt? La Hầu La sẽ vướng mắt. Bằng chứng là chút xíu nè, có chuyện ngay đây. Ý là giao cho Xá Lợi Phất đó, nhưng mà trong lòng của La Hầu La vẫn nghĩ Thế Tôn là gì? Là bố của mình. Cho nên, với lại hơn nữa, Ngài rất là nhỏ tuổi. Cái tâm lý bình thường của một đứa trẻ con biết rõ đó là cái gì của mình, biết rõ đó là cha của mình. Thế Tôn thì chứng đạo, Ngài ra khỏi mọi sự trói buộc, Ngài có thể vượt thường tình, nhưng mà La Hầu La thì chưa có vượt được. Và muốn trợ lực cho La Hầu La thành tựu nhanh nhất, con đường đi thẳng tắc nhất, cho nên Thế Tôn đã không trực tiếp giáo hóa La Hầu La, không trực tiếp làm thầy của La Hầu La. Dĩ nhiên là thầy rồi, nhưng mà giao Xá Lợi Phất, tức là đi qua một lớp nữa, giao Xá Lợi Phất xuất gia. Thì khi mà La Hầu La sinh như vậy rồi, thì Thế Tôn liền gọi Ngài Xá Lợi Phất đến: hôm nay ta đã hứa giao thánh tài cho La Hầu La, ông hãy vì ta mà mà làm tròn cái bổn phận này. Nói xong cái thiện lai, nhưng mà chưa có tỳ kheo, tại vì Ngài còn quá nhỏ, cho nên chỉ là xá xà gì. Tôn giả Xá Lợi Phất liền cạo tóc dẫn đi tuốt, và dù Đà La đứt từng khúc ruột, hận Thế Tôn thêm một cái lần nữa đau đớn hơn nhiều. Thử mình thấy thật sự là tôi không có gia đình, nhưng mà tôi cũng có một cái cảm nhận theo cái dạng suy nghĩ về tâm lý ấy. Thì phải nói là những cái này nếu không phải là cái người đại bản lĩnh, đại lực lượng, không có làm nổi. Nhất là cái tình cha con, tình mẹ con, tình vợ chồng, nó có một cái gì mà khiến cho người ta không có vượt qua dễ dàng. Khó lắm, rất là khó khăn. Những người vượt qua đó là cái duyên họ mỏng, cái tình họ cạn. Họ có thể gặp gỡ nhau để mà giải quyết vấn đề nhân quả ở trong một cái giai đoạn ngắn thôi. Chứ nếu mà thật sự ra những cái tình cảm mà nó được kết nối nhiều đời thì không có đơn giản chút nào. Mà chúng ta nghe nói là giữa Thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La đã 500 đời kết nghĩa phu thê. Thành thử ra Gia Du Đà La rất là đau khổ. Mà vua Thiện Giác hận bên gia đình của vua Tịnh Phạn ghê gớm lắm. Hận nhiều cái hận lắm. Hận từ cái đời của bà Maha, Mahamaya. Mahamaya là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa đã. Rồi dài dài ở xuống dưới này, tức là làm cho người ta khổ quá đi. Nên cái tình cảm đó, nó là một cái dấu hiệu để cho chúng ta thấy chúng ta kẹt lại cõi đời này, nguyên nhân từ đó đó. Và muốn mà ra khỏi thì phải mạnh mẽ như Thế Tôn. Thế Tôn cũng biết Gia Du Đà La là một người có chủng tử lành. Giận thì giận, nhưng mà chủng tử lành vẫn là chủng tử lành. Cho nên những người hiền họ giận bầm gan tím ruột, nhưng mà thì họ vẫn hiền. Còn những người mà có cái chủng tử hung ác á, giận chút xíu thôi là thấy nguy hiểm rồi. Họ có thể lấy dao ra lụi mình như chơi, tại vì họ ác, đừng có chọc họ. Còn những cái người hiền á thì sao? Họ có suy nghĩ, họ có trí tuệ. Họ giận là bởi vì cái nghiệp tập từ nhiều đời, nó có cái thói quen làm cho chúng ta bị ba cái tham sân si, nó hành mình như vậy thôi. Chứ còn cái chủng lành nó vẫn là một cái hạt giống đã nảy nở trong lòng, cho nên là giận nhưng mà sẽ không nguy hiểm. Gia Du sẽ không làm cái gì nguy hiểm cả. Và chính Gia Du mất hết tất cả, cho nên bà mới làm sao? Bà mới làm sao? Bà đi sư tu. Vì vậy mà 500 nữ nhân theo Mahabasa Ba Đề cầu xin xuất gia là 500 bà phu nhân của 500 ông phu quân mà đi theo Phật đó. Chứ cũng không ai khác. Trong đó thì cũng có một số là các vị công nương, công chúa, nhưng mà ít lắm. Đa số là các vị đó là phu nhân
của các ông hoàng ở trong dòng tộc Thích Ca. Nó có một cái sợi dây liên hệ mà nó cũng có cái ý nghĩa, nếu người thân của mình hướng thượng thì người trong nhà trước sau cũng sao? Cũng hướng thượng. Còn người thân của mình mà sa đọa thì người trong nhà ít nhiều cũng sẽ sa đọa. Cho nên khi Đức Phật độ được 500 ông đó đi rồi thì an tâm 500 bà này cũng đi theo. Chúng ta không có lo là người thân không có tu, chúng ta chỉ lo là sao? Chúng ta tu không chuẩn, không tốt. Thì nhờ Thái tử đi rồi La Hầu La đi rồi, Gia Du tuy buồn tuy khổ, nhưng mà cái điểm duy nhất để cho Gia Du hướng về chính là hai cha con mà cái người mình thương mến nhất. Cho nên sau này chính cái nghịch duyên đó tác thành cái thành tựu cho công chúa Gia Du Đà La. Và cái nghịch duyên đối với La Hầu La là không phải nghịch, nhưng mà tạo thành một cái duyên dễ thăng tiến, là Thế Tôn không để La Hầu La theo mình, mà để La Hầu La theo Xá Lợi Phất, để cắt bớt cái gì? Để cắt bớt cái tình cảm cha con. Điều này làm cho tôi thức tỉnh trong khi mà mình tu, thấy vậy đó. Chứ Phật tử biết cái tâm của mình nó chưa tin cậy được. Hồi thì nó làm như nó hăng hái, hồi thì làm như nó mảnh tỉnh, hồi làm như nó làm sao? Nó muốn buông lơ, nó muốn xui xị, nó muốn theo những cái suy nghĩ riêng, cảm tính riêng của mình một cách rất là lơi lỏng, dễ dàng. Quý Phật tử tự trải nghiệm thì cũng đủ biết. Có hồi thì mình có vẻ đàng hoàng, hồi rõ ràng, mạnh mẽ, có hồi mình sao? Có hồi mình nhìn mình thấy mình thì cũng không có gì thay đổi bên ngoài, nhưng mà trong lòng mình có lúc mình dở, có lúc mình chạy theo cái nghiệp của mình mà ta không có đủ cái bản lĩnh để vượt qua cái thói quen thường tình. Cho nên khi giao La Hầu La cho Xá Lợi Phất đó là một cái thuận duyên cho La Hầu La. Đã giao như vậy rồi thì La Hầu La không có theo Thế Tôn, bởi vì thầy ở đâu thì trò đó. Cho nên Xá Lợi Phất ở đâu thì La Hầu La cũng quấn bích theo đó, ở cái phòng nào thì cũng ở gần gần phòng đó. Rồi Xá Lợi Phất đi khất thực, La Hầu La mới đi theo toàn ten ở phía sau lưng. Anh thử La Hầu La toàn ten sau lưng Xá Lợi Phất, coi được hơn là toàn ten sau lưng Đức Phật. Thì từ đây về sau, quý vị mà cho người thân đi tu thì đừng có toàn ten sau lưng. Chứ đã cho người thân đi tu rồi mà cứ toàn ten sau lưng vậy khó coi. Đó là một cái yếu tố mà tôi nể Đức Phật, cái yếu tố tâm lý rất là hay. Phật biết rằng nếu như mà Phật làm sao thì sau này chúng sanh sẽ làm vậy. Chúng sanh sẽ noi theo cái gương của Đức Phật mà lý luận, biện luận cho cái cuộc sống của mình. Đức Phật đã nêu gương trước cho thấy rằng cái sợi dây ân ái gia đình, cha con chồng vợ nó rất là nặng nề. Vì vậy muốn thoát ra thì chúng ta phải tạo cái duyên cho nó dễ dàng. Quý Phật tử muốn tu thì phải tạo một cái duyên cho nó dễ dàng. Thí dụ như mình còn sống thuận thảo, mà không phải mình làm cho người thân mình đau khổ, là mình cắt bỏ rồi mình không quan tâm, mình không lo lắng, nhưng mà mình tạo một cái duyên thay đổi để người ta cảm nhận được trong cái sự lo lắng đó nó có một cái nhân duyên chuyển hóa. Hồi xưa lo lắng khác, bây giờ lo lắng sao? Khác. Mình nói làm sao để cho người thân của mình cũng cảm thấy rằng cần phải trở về với bản thân. Mỗi người cần phải trở về với bản thân. Cho dù thương nhau cách mấy vẫn không thể thế được những cái nghiệp riêng của bản thân. Điều này quý Phật tử sẽ thấy rõ vô cùng. Mỗi một ngày tuổi tác lớn lên, quý Phật tử sẽ nhận ra cái điều này rõ vô cùng. Thương nhau mấy hay là ghét nhau mấy cũng không ai thế được cho ai. Vậy thì hết lòng vì nhau có nghĩa là tạo một cái duyên để cho mỗi người tự có thì giờ chăm sóc lấy đời sống tâm linh của mình. Mà đời sống tâm linh thì không có thể nào dùng những cái sinh hoạt thế gian trói buộc, phiền muộn để mà xây dựng đời sống tâm linh. Xây dựng đời sống tâm linh thì phải là viễn ly, thanh tịnh, ra khỏi sự trói buộc. Nhưng mà ra khỏi sự trói buộc không có nghĩa là không có trách nhiệm, bỏ bê.
Cái điều này xin quý Phật tử đừng có lầm lẫn. Có nhiều khi chính cái sự bỏ bê, không có trách nhiệm của mình, làm cho mình khổ và người thân khổ mà không ai tu được cả. Cái đó là cái hiểu lầm của chúng ta. Chẳng hạn như khi mà tôi đọc sử thì tôi không nghĩ rằng một cái người đàn ông như Đức Phật mà chu đáo trăm bề. Như vậy là đâu có cái vụ mà bỏ bê. Chẳng những không bỏ bê mà trong cái sắp xếp của Đức Phật, trong cái lo lắng của Đức Phật đối với tăng đoàn, Ngài là nhà lãnh đạo mà. Đã lãnh đạo thì phải lo đủ. Không phải nói chứng đạo rồi, các pháp rồi, muôn pháp là không, duyên hợp giả có, rồi bỏ lăn lóc chư tăng, muốn làm kiểu nào làm, muốn sống ra sao sống. Trong khi chúng ta đọc sử, chúng ta thấy Đức Phật tổ chức tăng đoàn, chế định giới luật, nghĩa là có răng đe, có khuyên nhở nhắc, có kỷ luật và có độ lượng tha thứ. Như vậy đâu có phải là cái kiểu buông thùa được, đâu có phải nói là cuộc đời giả tạm rồi, Đức Phật vô tổ chức, Đức Phật vô kỷ luật. Cái điều này sống ở trong cái cuộc sống rồi mới thấy rằng Đức Phật rất là hay. Vì người tu Phật mà tu càng tốt, tu càng tới nơi tới chốn thì làm việc càng kỹ lưỡng. Cái sức làm việc rất là mạnh. Là sao? Tức là làm việc thì thường thường là dễ phiền não. Quý vị có làm việc, quý vị biết. Nhất là lãnh đạo càng, mà cái khối lượng càng đông, công việc nó nhiều thì dễ phiền não. Cái nhẫn lực của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật ở cái chỗ lãnh đạo hết sức chu đáo. Có thể nói đời sống của tăng đoàn trang nghiêm thanh tịnh là nhờ, trang nghiêm thanh tịnh là nhờ cái tài giáo dục và tổ chức kỹ cương của Đức Phật. Thưa có phải không? Chúng ta đọc sử chúng ta thấy chỉ cần là tăng đoàn xuất hiện từ một cánh rừng đi ra là ở ngoài này người ta muốn đi tu rồi. Cho tới mức mà Ma Ba Tuần nó ngộ như thế này. Hồi thời Phật còn tại thế thì đi theo phá, phá cho Phật đừng có thành Phật, để cho quyến thuộc nhà ma được phát triển, cung điện của Ba Tuần được vững vàng. Cho nên đi theo phá Phật ghê gớm lắm. Phá không được, cuối cùng phải rút binh. Rút binh thôi nhưng mà chưa làm đệ tử của nhà Phật. Chờ Phật cũng biết nha, chờ cho tới ngày U Ba Cúc Đa là tổ sư, 21 trong 28 vị tổ sư đó. U Ba Cúc Đa tôi không nhớ rõ lắm, tổ thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 gì không nhớ lắm. Nhưng mà biết là ngài U Ba Cúc Đa chính là sư phụ của Ma Ba Tuần. Mà khi Ma Ba Tuần làm đệ tử của U Ba Cúc Đa rồi thì chỉ có một cái mà phải bị sợ có lỗi với thầy, là ngài U Ba Cúc Đa ngài quá ngưỡng mộ Đức Phật. Ngài mới nói rằng ta đó chỉ mong ước một điều thôi, nếu mà ngươi đã có mặt từ thời Thế Tôn còn tại thế và Ma Ba Tuần có thần lực, ngươi chịu khó ngươi hiện ra cái cảnh mà Thế Tôn và 1250 vị tỳ kheo đi khất thực hoặc là đi du hóa cho ta xem thôi. Thì Ma Ba Tuần nói hiện cái này đối với con không khó, nhưng mà con xin thầy nha, hiện như vậy là cũng là con chứ không ai khác. Khi hóa hiện ra chính là từ con mà hóa hiện. Nếu mà thầy đảnh lễ một cái là con tổn phước nha. Con xin thưa trước với thầy, nếu mà thầy thấy Đức Phật và tăng đoàn xuất hiện thì thầy bình thường, thì con còn hiện cho thầy coi được. Chứ nếu mà thầy mọp xuống một cái là mất liền đó. Thì bà Cốt Đa nói dĩ nhiên rồi, thì ta kêu con hiện thì ta biết chứ. Thế nhưng mà khi nghi dung của Đức Phật và 1250 vị tỳ kheo từ trong rừng xuất hiện ra bằng cái hóa thân của Ma Ba Tuần, thế mà U Ba Cúc Đa quá chấn động, cho nên sụp xuống lại mất liền. Đủ thấy được cái quy lực mà sau khi ngài nhập diệt rồi chỉ còn là bóng dáng hồi tưởng lại thôi mà đã làm cho rung động lòng người như vậy. Thì nói gì thời Đức Phật, bây giờ nếu mà quý Phật tử có phước chứng kiến một cái đoàn tỳ kheo nào đó mà chúng ta biết là chân tăng tu hành thanh tịnh mà xuất hiện từ trong rừng đi ra, không cần 1.000 người, chừng 500 người thôi là chúng ta đã sao rồi, đã chấn động. Nếu là một cái tập thể tăng sao thanh tịnh hòa hợp mà đi ra trong cái uy nghi của những con người
viễn ly, điên đảo, mộng tưởng, thì chúng ta biết cái hùng lực của sự tỉnh thức nó lan tỏa và nó ảnh hưởng đến tâm thức của chúng ta như thế nào. Đó là gì? Đó là nhờ sự giáo hóa của Đức Phật, nhờ công đức tu hành của Đức Phật truyền lại từ 2556 năm về trước cho tới bây giờ vẫn còn nguyên giá trị thức tỉnh của nó. Cho nên là chúng ta thấy rằng Đức Phật là một người lý sự viên dung. Mà chỉ có khi chúng tôi đi tu, chúng tôi mới hiểu được cái chuyện này. Như hồi xưa tôi theo Hòa Thượng á, tại vì Ngài tu thiền. Ngày xưa cái tính cách của tôi cũng ngang bướng, khó trị. Tôi lại không thích cái giáo điều khuôn khổ, không thích những cái lắc nhắc ở trong cái chuyện mà quy nghi. Tôi xem rằng đó là những cái nó làm cho mình mất tự do. Nên tôi nghĩ thiền phóng khoáng. Vậy mà tôi theo Hòa Thượng. Và tôi cũng từng chia sẻ với Phật tử là tôi rất thích cái nụ cười của Hòa Thượng. Tại vì Ngài cười cái mình thấy là coi như hư không là rỗng rang. Mình nghĩ mình theo Thầy chắc sướng lắm. Cả đời mình không bao giờ mà phải bị rầy, bị la, là lúc nào mình cũng được sống thoải mái tâm hồn. Cho nên tôi mới đi theo Ngài. Nhưng mà khi theo Ngài tôi mới biết là một bậc Thầy mẫu mực. Gần thì gần, mà xa thì không phải xa, mà nghiêm thì nghiêm. Nó là vậy đó. Cái lúc mà nắm chúng đó, bây giờ thì Ngài không có vấn đề nắm chúng, cho nên cái nét của Ngài là từ bi chan rãi, không có như ngày xưa mà lúc đương nắm chúng. Đương nắm chúng thấy sợ lắm. Phải nói là thương vậy đó, kính vậy đó, nhưng mà tăng ni ai cũng sợ. Một nét, đó là gì? Đó là tổ chức và giáo dục của Ngài. Rất là hay. Không phải nói là bây giờ nam như huyễn, nữ như quyển, rồi nam nữ sống chung, mặt tình buông lung. Nam là bên nam, nữ là bên nữ. Thiền viện là đại chúng thấy tuy là gần vậy nhưng mà kỹ cương. Cả mấy trăm tăng, cả mấy trăm ni tu hành. Nhưng mà phải trang nghiêm thanh tịnh. Ở đâu ra? Giới luật. Không có giới luật là không được. Mà không phải giới luật đưa ra thôi, phạm một cái là bị phạt liền, chứ không phải giỡn. Quý Phật tử thấy tại sao quân đội mà người ta đi hành quân mình thấy im tinh thích. Có một lần đó chúng tôi ngồi thiền buổi khuya ở Trí Đức. Thì khi xả thiền rồi á, thì mới mấy chị em mới xoay ra ngoài vậy đó. Thì thấy cái gì mà nó làm như mà cái bóng màu xanh xanh mà đi như là lùa qua. Nhìn kỹ ra là bộ đội người ta đang tập trận. Người ta đi khoảng đó chừng 5 giờ rưỡi sáng. Mà mình không nghe một cái tiếng ồn ào gì. Tới hồi quay ra thì thấy mình chỉ nghe cái tiếng xào 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 của cái gì? Của cái đế dài họ đi đó. Mà họ là đàn ông, tuổi trẻ nữa mà tại sao họ kỷ luật vậy? Nó gọi là kỷ luật quân đội đó. Tại vì nếu họ phạm một cái thì sao? Phạt chết giấc. Họ sợ phạt mà họ không dám phạm, đúng phải không? Ở bộ đội á, hay là đi trung quân trường vậy đó, một lần mà bị phạt là sao? Phạt mà hít đất thôi là đủ xỉu rồi. Vậy thì ở trong nhà Phật nó cũng có cái kỷ luật gì cho khiến ta sợ chứ. Nhưng mà trong đạo thì không có cái kiểu giống như quân đội, nó không có phải hành mình như vậy. Tại vì những người đến với đạo là những người hiền, những người ta thích tu người ta mới đến với đạo. Không phải phạt người ta hít đất, nhưng mà nó phải có một cái gì đó khiến cho người ta không dám lời lỏng. Đó là gì? Là quy đức, là tổ chức, là hành trì của Đức Phật. Hay vậy đó. Nên là quý Phật tử không có thấy cái buổi thỉnh nguyện của chư Tăng chư Ni. Anh chị cỡ nào thì anh chị, mà trước buổi thỉnh nguyện một cái rồi có khi líu lưỡi nói không được, chứ không phải vậy. Có khi ở ngoài đời mình thuyết giảng thao thao vậy đó, nhưng mà lên tới thỉnh nguyện là nói không được, nói cả lâm chứ không phải vậy. Ở trong thiền viện đó có một cô hồi xưa cổ từng sống bên Nhật. Cổ là một người làm việc rất giỏi, từng là đứng trước đám đông. Nhưng mà sau này khi mà về xin xuất gia cũng tương đối hơi trung niên rồi, nhưng mà được duyệt là cho ở, tại vì cổ cũng có cái nhân duyên với đạo khá tốt. Được việc cho cái bữa thịnh nguyện mà nhìn thấy cổ thấy thương chết được.
cổ từng đứng trước đám đông, cổ từng hội họp, cổ từng làm này làm kia. Mà tới cái ngày thỉnh nguyện đó, cổ cầm cái tờ giấy, bây giờ không thuộc nổi, cầm cái tờ giấy ra trước chúng mà đọc mà hai cái tay run bật 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 kìa. mà hạ trật một chữ rồi cái làm như thoát tim vậy đó. Mà trong lúc đó cũng không ai rầy la về mình, nó chỉ là một cái sự im lặng tuyệt đối thôi, nó im văn phắc vậy thôi. Và mọi người đang nhìn xuống chứ cũng không ai nhìn mình. Thế khi mà thỉnh nguyện thì chư ni ta nhìn xuống hết vậy nè. Vậy mà mình run. Chứ không phải mà người ta ồ ạt, người ta nói năng linh tinh, hoặc là người ta đang bình phẩm, người ta đang soi mói mình, không có. Người ta đang im lặng hết, người ta đang ngồi hết sức trang nghiêm, vậy mà mình run, biết nó lạ lùng. Chỉ có khi nào mà quý Phật tử vô trong cuộc rồi, quý Phật tử mới thấy được. Còn nếu mà chưa vô trong cuộc thì chưa thể nào thấy được. Rồi có mấy cháu mà mùa hè nó về, mùa hè không biết sao ba mẹ các cháu lại thích gửi về thiền viện. Thì tôi không có nhận nổi các cháu nhỏ xíu, tôi nhận từ 15 tuổi trở lên. Thì có nhiều cháu mà người ta nói cái tuổi teen đó là nó làm sao? Nó rất là quậy. Thì những cháu đó hồi trước mỗi lần về thiền viện gặp tôi là ôm cứng nhắc vậy nè, thì cũng thương á. Như cô ôm, ôm xong rồi có khi nói chuyện với tôi, nó biểu hiện của hồn nhiên của trẻ thơ, nó khi nó chu cái mỏ, nó làm chuột hoặc là nó chơi cái này cái kia. Nhưng mà tôi không hiểu sao. Khi mà vô rồi không biết mấy cô họ nói cái gì. Bây giờ nó vô hàng, ví dụ sáng ăn cơm ha, đã đi theo cái top 15 thì gọi là cái top 15. Cái top 16 thì đeo theo top 16. 17 nó đi theo top 17 tuổi á. Nó đi theo top vậy đó. Đấy, chị này hồi xưa mà gặp tôi là không có đứng bình thường mà nhảy nè. Mỗi lần gặp cái nhảy cái tửng lên thay vậy đó, la vui. Mà bữa nay tự nhiên tôi thấy bưng cái mâm cơm đi, nó dễ thương lạ lùng, bưng đi ngó xuống vừa gặp tôi cái cúi chào làm tôi giật mình đó. Tôi nói ở đâu nó ra cái phiên bản này hay vậy. Thế là hồi xưa là không bao giờ chỉ làm được cái chuyện này. À, hồi xưa là rất là nhộn nhịp mà không biết làm sao, nó học từ đâu, rồi nó đi theo cái nề nếp nào. Tại vì nó ở bên nhà khách, mình giao cho bên nhà khách, đông quá mình đâu có thì giờ. À, nó nhóm 15 thì mình giao qua nhóm 15, nhóm 16 mình giao qua nhóm 16, rồi mình cho ba cô đi theo. Rồi ba cô đó đi theo không biết nói gì. Bây giờ nó khác tới má nó ra, má nó cũng không nghĩ nó là nó, nghĩ là ai á. Tại vì ở nhà ông quậy quá đi. Mà giờ ra cái từ xa là thấy con mình mà cầm cái mâm cơm đi ăn mà mặc áo tràng mà xếp hàng là bà vô cùng ngạc nhiên. Hồi xưa phải đi theo năn nỉ nó ăn. Tức là muốn ăn thì phải sao? Phải bưng tô đi theo nó. Đi theo nó rồi có khi phải hát, phải nhảy, phải ca với nó mới ăn. Còn bữa nay nó tự động nó bưng mâm nó đi riu riu. Mà nó gặp mẹ vậy nó chứ chỉ cần gật đầu thôi chứ nó không rã hàng. Cô nói trời ơi con cảm động quá, con muốn cạo đầu con vô chùa luôn, đặng con cũng đi vậy. Những cái này ở đâu ra? Chỉ có từ công phu thôi. Cho nên cái con đường tu hành nó có một cái quy lực mà nhà Phật gọi là có nghi đáng kính, có quy đáng sợ. Mà phải là mình tu được ở cái nơi đàng hoàng á, nó sẽ nó toát ra những cái này, những cái giá trị này nó đi từ những cái chỗ nơi vậy đó. Cho nên tôi rất là thích cái hình ảnh quý Phật tử về chùa tu. 500 người cũng vậy, 200 người cũng vậy, 1.000 người cũng vậy, im phăng phắc. Cái im phăng phắc này dễ gì mà ở nhà quý vị có được. À, tới giờ ăn cơm là quý vị la ung sùm hết nè. Vừa ăn vừa nói vừa cười, vui vẻ. Nhưng mà vô tới cái đạo tràng rồi là tự nhiên mình không dám, không biết sao ngộ vậy. Nó có nguyên nhân này là từ cái pháp hóa của Đức Phật. Nó đã ảnh hưởng dài từ trên xuống đó. Để cho quý Phật tử tin tưởng rằng một ngày nào đó mà chúng ta tịnh hóa được thân tâm thì toàn thể con người của chúng ta là một khối lưu ly. Nó trong sáng tới như vậy. Nó không có bợn nhơ tới như vậy đó. Thành thử ra chúng ta đâu có sợ chúng ta phải đau khổ. Chúng ta mà tịnh hóa được cái thân tâm của mình bằng cái con đường tu tập, chứ không phải là ai làm giùm mình. Thành thử ra chúng tôi thấy cự phách như Xá Lợi Phất, như một kiền liên, đã như Ca Diếp, mà cuối cùng làm đệ tử của Đức Phật. Tại sao? Tại vì cái hùng lực phát ra từ cái sự giác ngộ, tỉnh thức, trí tuệ và lòng từ tròn đầy của Đức Phật đã cảm hóa toàn bộ thân tâm của những con người có cái chủng duyên lành. Mà đại chúng thấy sự cảm hóa này
nó dài từ 25 thế kỷ hơn về trước cho tới bây giờ vẫn còn đủ sức cảm hóa chúng ta. Nói thật ra, chúng ta quy y vị hòa thượng này, vị hòa thượng nọ, hoặc là cô này, cô kia, nói là nói, nhưng mà thật sự ra trong lòng chúng ta, giáo chủ, vị thầy tôn trọng kính nhất vẫn là ai? Vẫn là Đức Phật, là cái người chúng ta không bao giờ sụp đổ. Tại sao? Tại vì tính cách của Đức Phật nó đã trở thành bất diệt ở trong lòng của nhân sinh. Tính cách đó nó hoàn hảo từ sự giác ngộ cho tới cuộc sống đời thường của Ngài. Giờ tôi nói xong cái mà cảm nhận của tôi về Đức Phật rồi, thì tôi trở lại cái câu chuyện cho quý Phật tử thấy. Bữa đó Xá Lợi Phất đi khất thực Lào La Toàn Tên phía sau. Thì tín đồ người ta rất là tôn kính những vị đại đệ tử có quy đức của Đức Phật, chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Na Luật, Ngài Phú Lâu Na, vân vân. Cho nên khi Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực thì người ta cúng dường rất hậu. Còn chế chú tiểu sau lưng thì người ta lại sao? Không quan trọng. Cho nên bao nhiêu cái đồ ăn thượng phẩm thì để vô trong bát của ai? Trong bát của Xá Lợi Phất. Rồi cái mới nhìn ra sao, thấy còn ông chết, mới lật đật vô kiếm gì còn lại mót mót bỏ vô trong bát của Lào La. Thì cái bữa đó không biết Lào La bị để một cái gì mà về tới nơi buồn, mà kiếm chỗ để buồn nha. Kiếm chỗ nào? Phật tử nghĩ có đâu đã kiếm chỗ nào để buồn? Kiếm Phật. Đó. Ý là cho theo Xá Lợi Phất đó, mà mỗi mỗi đều kiếm Phật. Đó. Bữa đó tới gặp Đức Phật buồn, buồn ra vẻ vậy đó. Thế Tôn mới hỏi, nè, bữa nay con có chuyện gì không vui? Nói là con rất là không vui. Hỏi con không vui chuyện gì, kể cho Thế Tôn nghe. Nói bạch Thế Tôn, bữa nay đó con đi khất thực còn tủi thân lắm. Là người ta cúng dường cho Tôn giả Xá Lợi Phất dầu mè với lại cà ri, còn con lại cúng xác mè. Cái dầu mè mà không còn nữa, cho nên vô vớt xác mè với không có cà ri, mà cho con rau rừng. Rau rừng đó là rau bức đại cỏ tạp này, cho con rau rừng. Thưa Thế Tôn, nói về cơ thể con người á, thì có già có trẻ, nhưng mà dù già dù trẻ thì cũng phải cần ăn chứ. Ăn mới sống, mà nhất là con nhỏ thì con phải ăn nhiều, ăn ngon. Con mới lớn được chứ. Mà sao cho con ăn mà ngày nào cũng ăn vậy, con chết làm sao con tu. Nói rất là dễ thương. Thế Tôn để cho nói, để chúng ta nghe cái lối giáo dục của Đức Phật. Thế Tôn nói hết rồi. Xong rồi, Thế Tôn nói, con nói hết chưa? Con nói hết rồi, bữa nay con ăn không có no, con buồn lắm. Thế Tôn muốn hỏi con một câu. Khi mà con rời hoàn thành, con theo Thế Tôn là vì đạo nghiệp hay vì kiếm ăn? Lào La nói, thì dĩ nhiên là vì đạo nghiệp rồi, con đâu có kiếm ăn. Nếu mà vì đạo nghiệp thì thiếu ăn một chút, tại sao con khổ tới dữ vậy? Nói thiếu ăn một chút thì cũng được, mà ngại một chút thì chịu không nổi. ngại một chút, đạo nghiệp ở đâu mà con ra? Con không có sức khỏe làm sao con có đạo nghiệp? Cũng hay chứ, cái này nó có gen mà. Có gen thông minh mà, có gen của bậc giác ngộ mà, cho nên là lý luận rất là tốt. Thì Thế Tôn đồng ý với con, nhưng mà con đừng quá quan trọng về việc ăn uống. Nếu mà con không quá quan trọng về việc ăn uống thì thiếu một chút con vẫn có thể tu được. Con nhớ hồi trước, khi mà trước khi thầy giác ngộ, thầy ăn một ngày có một hộp mè thôi, thầy vẫn sống. Và thầy tìm được con đường giác ngộ, hôm nay mới có đường cho con đi. Đâu có sao đâu. Thôi thì con đừng quan tâm quá. Thầy nghĩ là nếu mà con bỏ qua được thì con có thể sống vui được, và con triển khai thiền định, chứ con đừng triển khai món ăn trong đầu nữa.
Lào la có cái phần nghe lời, nhưng mà trong lòng thì vẫn thấy sao? Vẫn thấy ấm ức. Rồi nói xong rồi á, thôi bỏ đi, đừng có quan tâm chuyện này nữa. Đã là xuất gia rồi thì phải sửa lại cái thói quen cũ của con đi, bỏ đi. Lào la cũng nghe lời, bỏ đi. Bớt buồn là vì thương Phật, bớt buồn, nhưng mà trong lòng vẫn không có an. Đó là cái chuyện nói chuyện với Lào là. Nhưng mà kêu xá lợi Phất lại. Đây là một cách giáo dục của Đức Phật mà sau này Tăng Ni cũng phải đi theo đây. Kêu xá lợi Phất lại. Xá lợi Phất, dạ, ta muốn gặp ông một chút. Xá lợi Phật tới. Thế Tôn nói, hôm nay người thọ thức ăn bất tịnh, ông có biết chẳng? Là Phật giật mình. Mà Thế Tôn, con đúng như pháp mà khất thực. Nếu thật sự là hôm nay con thọ thức ăn bất tịnh thì con xin ủa ra hết. Nói xong móc cái cổ cho ủa ra hết, ra ngoài ủa sạch hết. Thế Tôn nói, cái thức ăn bất tịnh của ông là như thế này. Ông là trưởng lão mà không để tâm tới cái kẻ sơ học. Ông nhận thức ăn của mình rồi mà ông không biết rằng đệ tử của mình nó có được ăn uống no đủ như mình không? Có nghĩa là ông không mở cái lòng của mình ra mà chỉ nghĩ tới bản thân mà thôi, ta gọi là bất tịnh. Các sa di đi theo các ông, ta không nói riêng một mình Lào La mà còn những sa di khác không được sự chiếu cố của tín đồ. Cho nên các sa di không đủ thức ăn để có thể thiền định được. Cái điều này là do lỗi các ông chứ không phải lỗi của sa di. Nếu các ông chịu quan tâm, các ông chăm sóc các vị sa di, vừa được thức ăn thì các ông xớt bát liền cho sa di, thì tín đồ nào mà dám lơ là với các sa di. Cho nên Như Lai cho rằng chuyện này ông có lỗi. Ta nhắc nhở ông để từ đây về sau không có phạm. Khi mà chúng ta độ người thì phải quan tâm cho đúng mức mới có thể độ được người ta. Tôn giả Xá Lợi Phất liền quỳ xuống sám hối. Đại chúng thấy cách giáo dục của Đức Phật. Lào La Lợi Mét thì không có tỏ vẻ là nghe lời Lào La, nhưng mà có nghe không? Có nghe. Nghe không phải là nghe vì thương mà nghe. Nghe là vì cái suy nghĩ. Chuyện nào đúng thì nghe. Nhưng mà không để cho Lào La thấy rằng mình sao? Bình con. Như Lai bình con. Như Lai sẽ rầy Xá Lợi Phất một trận cho con yên tâm. Không có cái chuyện đó. Tôi muốn chia sẻ Phật tử rất nhiều những chi tiết này. Trong kinh không có nói, chỉ kể. Nhưng mà mình có cái cảm nhận về cái sự khéo léo của một bậc thầy. Bên Lào La thì rầy Lào La. Bên Xá Lợi Phất thì rầy Xá Lợi Phất. Nhưng mà cuối cùng là thương cả hai bên. Nên rất là hay. Nên sau này khi mà chúng tôi bắt đầu tập tễnh làm những cái công việc của một vị ăn sĩ, tùy theo cái công việc mà được sự nhắc nhở của các bậc huynh trưởng, các bậc tôn túc, mình một lúc nào đó mình phải đối diện trước chư huynh đệ mình. Nó có nhiều cái phức tạp. Những cái người gần gũi mình họ hay mét. Họ hay mét. Họ mét mình chặt họ liền. Chặt họ thì chặt, nhưng mà vẫn sao? Vẫn quan tâm tới điều họ mét. Y như Đức Thế Tôn. Chặt họ để chi? Họ không có cái bệnh gì. Họ không có cái bệnh ỷ lại. Và họ thị phi. Vì họ gần. Họ có cái điều kiện làm việc gần. Cho nên họ sẽ sanh cái tâm ỷ lại. Và vì còn là chúng sanh cho nên họ sẽ để cái lòng thương ghét đó, chi phối cái tinh thần sống của họ. Và họ muốn rằng cái tình cảm của họ đó phải đi theo ý họ, bằng cách là họ mét với cái người có cái quyền, để cho giải quyết được cái vấn đề bực bội trong lòng. Do cái, hoặc cũng có thể là khách quan, cũng có thể là chủ quan. Nên tu Phật nó rất là đặc biệt. Không phải nói tôi khi mà tôi thích học lại với quý Phật tử những cái bản kinh nó đời thường như thế này. Bởi vì giáo lý thượng thừa nằm trong pháp Hoa Nghiêm Niết Bàn, nói tới là nó đâu ở trên trời á. Nhưng mà cái trên trời này được Đức Phật đưa xuống đâu?
đưa xuống tận cùng của cuộc sống để kiện toàn cái lý sự của chúng ta. Rất là hay. Mình chặt để cho giúp họ đừng có phát triển thêm cái tật xấu của một người khi được gần thầy tổ hoặc là gần những vị có trách nhiệm, để họ dừng bớt cái thị phi của họ. Nhưng mà nhờ những người đó mình mới có thể nắm hết được những cái khuyết điểm ở trong đại chúng theo dõi. Nó có nhiều cái rất là hay. Đức Phật y vậy, Ngài nghe những cái lời thưa bạch mà sau này tăng đoàn ngán nhất. Không phải là quý thầy trong tăng đoàn, mà quý Phật tử biết tăng đoàn ngán nhất là ai không? Ngán nhất là U Bà Tắc và U Bà Di. U Bà Tắc và U Bà Di là chuyên gia mét Phật. Là ai? Là quý vị. Bởi vì ở trong nhà thì mình sợ Phật, mình đâu có dám ló đuôi, thế phải không? Đi đứng ngồi nằm đâu đó đàng hoàng. Nhưng mà bước ra ngoài nghĩ là không có mặt trời, xa mặt trời rồi, thì mình sao? Đi vào bóng tối. Tha hồ mà mình bắt đầu mình ló đuôi. Thì bây giờ ai là người kiểm soát mình? Đó là Phật tử. Cho nên ra ngoài rồi, quý thầy quý cô không giữ được tư cách. Người nào mà không tròn được cái giới hạnh Đức Phật đã chế định thì liền được. Có hai vị đại biểu, một bên nam là? Bên nam thì U Bà Tắc thì đúng rồi, mà ông nào? Ông Cấp Cô Độc. Bên nữ là? Visakha. Đó, hai người này là coi như đại hộ pháp của tăng đoàn. Tức là nhúc nhích một cái là bị. Nhưng mà hai người này đủ tư cách để mét, tại vì hai người này sống rất là sao? Rất là đàng hoàng. Cho nên Phật tử trước khi mét cũng phải sao? Cũng phải tịnh hóa thân tâm. Và mét với tính cách ghét mà mét hay là thương mà mét? Thương mà mét. Thương lắm, sợ mạng mạch của Phật pháp bị đoạn tuyệt, cho nên đã vì cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát của tăng đoàn mà luôn luôn củng cố, luôn luôn hộ trì tam bảo. Thành thử ra giới luật mà Đức Phật chế là từ cư sĩ mà ra. Khi mà quý thầy quý cô ra ngoài đó, đi khất thực, nó có một cái số lỗi của đi khất thực. Đi du hóa có một số lỗi của đi du hóa. Vào rừng thiền định có một số lỗi của khi chúng ta thiền định. Cho nên người Phật tử chính là cái tấm gương phản ánh lên Đức Phật những cái gì mà nó bị sai phạm của chư tăng chư ni. Vì vậy Đức Phật mới tuyên bố như thế này: Như Lai có hai cánh đệ tử là cư sĩ và tu sĩ, là không thể tách rời nhau mà tồn tại. Cư sĩ cũng không thể thiếu người tu sĩ để hoằng dương chánh pháp, và người tu sĩ cũng không thể thiếu người cư sĩ để hộ trì chánh pháp. Và hai hàng đệ tử này của Đức Phật đều phải tu đúng như Thế Tôn chỉ dạy thì mạng mạch của Phật pháp trường cửu lâu dài. Cái điều này chúng ta xin lưu ý và nhớ thật kỹ, để chúng ta thấy rằng chúng ta là một khối con của Đức Phật. Nên đừng có vì những cái riêng tư, những cái đổ vỡ mà chúng ta làm mất đi cái mạng mạch của Phật Pháp. Chúng ta chỉ có xây dựng, chúng ta chỉ có hiểu biết, thương yêu và tu tập mới có thể gây dựng được cái cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và cho Đạo Pháp. Đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật đã dày công xây dựng. Vì ai? Vì nhân loại. Vì những con người đau khổ muốn vượt ra những cái bể khổ đó mà Đức Phật xây dựng. Bởi vì nếu không có giới luật thì không thể nào giữ được cái giềng mối mạng mạch của Phật Pháp. Và chúng ta thấy đó, những nơi nào mà xã hội không được giáo dục thì nơi đó sống sa đọa. Bởi vậy ở ngoài đời nếu mà trẻ con không được học tập, chúng ta thất học, chúng ta nghèo đói thì nó dễ đi đến giặc giả, trộm cướp, bệnh tật. Đó là chính vì thiếu cái yếu tố giáo dục.
Thì Đức Phật là một nhà đại giáo dục, mà giáo dục không phải bằng những cái tài ba, suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng, mà giáo dục bằng sự tu hành, bằng tâm hồn, bằng trái tim, chứ không chỉ khối óc. Cho nên là tôi rất thích Đạo Phật, càng ngày tôi càng thích Đạo Phật vì cái tính rất là thiết thực, gần gũi của Đạo Phật. Những cái đoạn sử này mỗi lần tôi đọc tới, tôi có một cái cảm nhận là Đức Phật hiện diện trước mặt mình. Ngài chỉ mình, Ngài nắm tay mình đi, gần gũi vô cùng. Và Phật tử biết chúng ta mà bị đổ vỡ trong vấn đề gia đình hay là xã hội là vì chúng ta quá vụng về, chúng ta quá nóng nảy, chúng ta quá mất bình tĩnh. Chứ còn cái cuộc sống không đến nỗi thê thảm như vậy. Chỉ cần có trí tuệ như Phật, có cái tầm nhìn như Đức Phật, mình đặt mình vào trong tâm trạng của cái người đó, hiểu biết và thương yêu như vậy, thì Đức Phật xây dựng đâu có khó khăn gì. Nếu một đứa con nít, Đức Phật cũng quan tâm. Có một lần đó, cũng lào la đi đâu về muộn, mà hồi đó không có cái chế độ chỗ ngủ cho sa di, lào la phải đi theo Ngài Xá Lợi Phất, cho nên Ngài ở đâu thì la hồ la theo đó. Bữa đó không biết quá duyên cái kiểu gì đó, về trễ. Rồi cái tinh xá đó, cái phòng đó có khách tăng đến, quý thầy nằm hết trơn, lào la vô không có gì, không có chỗ ngủ, buồn, lại buồn. Và kiếm nữa, kiếm ai? Kiếm cắt cớ lắm, buồn không có chỗ ngủ. Mà biết thân phận mình thì không thể ngủ hương thất của Đức Phật rồi, tại vì Đức Phật đâu có cho theo. Khồn lắm, đi vô cái phòng vệ sinh của Đức Phật. Ở phía sau hương thất thì có cái phòng vệ sinh, rón rén mở cái cửa phòng đó, chung trong đó ngủ, sướng không? Chung đó ngủ là đồng nghĩa với mét. Đức Phật bước ra mở cửa một cái là thấy ngay. Vừa thấy lào la nằm ngủ trong đó, hỏi tại sao? Các trưởng lão ngủ không chừa chỗ cho con. Phật ra kêu Xá Lợi Phất rầy nữa. Các ông tại sao mà mình nằm xuống ngủ, sa di cũng phải ngủ. Không có được sàn tòa bằng các ông thì cũng phải có sàn tòa thấp hơn các ông. Vì sao mà không để chỗ cho sa di? Để cho phải đi vào trong phòng vệ sinh của ta mà ngủ. Từ đây về sau, một sa di nào mà vào phòng vệ sinh của ta, bất cứ thầy nào, thì các thầy lớn phải sám hối. Cho nên sau này sa di được ưu tiên ngủ trước. Lên giường xong trưởng lão mới dám lên, chứ lơ mơ là chết. Thở ra nó rất nhiều chuyện hay, mà lào la cũng đặc biệt vô cùng luôn á. Tức là hồi ngày nhỏ đó có nhiều chuyện, bởi Đức Phật biết cái tánh vậy đó cho nên đâu dám cho theo, biết nhõng nhẽo chứ không phải không nhõng nhẽo đâu. Rồi được Đức Phật thương á, thì quý Phật tử biết, khi mà biết Đức Phật thương thì bắt đầu quậy, đi quậy. Các thầy tỳ kheo mà ngồi thiền là đi thọt lét, thọt cho nhúc nhích. Hả, người nào nhúc nhích là cười hát hát lên, thích lắm. Cho nên là sau đó Đức Phật biết được cái tin này, kêu lại rầy rầy bằng cách đưa cái ví dụ mà biểu đi lấy hai cái chậu nước đó, một cái chậu sạch và một cái chậu bắt rửa chân. Thành ra Thế Tôn rất là hay, giáo dục rất là tốt. Tôi thích cái ứng xử của Đức Phật, bởi vì Ngài là người có tình có lý, chứ không phải Ngài chỉ nghiêng lý mà bỏ tình, cũng không phải vì tình mà quên lý. Chúng ta tu hành, xin Phật tử cũng cố gắng nhớ tình lý mà đồng nhau thì coi như chúng ta đến gần với đạo. Tình mà nhiều, lý mà ít thì chìm ở trong biển sông mê. Còn tình mà ít, trí lý mà nhiều thì khô khan, giống như là nước chết không chứa được, không chứa được rồng, không có làm được Phật sự, không có độ được người. Cho nên cái chỗ này là một cái bài học lớn. Khi Phật tử bắt đầu tu tập, quý Phật tử đối diện trước hết là gia đình và bạn bè. Phải học cái cách ứng xử của Đức Phật. Tuy là mình hiểu đạo, tuy là mình có giữ cái lập trường tu hành của mình, nhưng mà đừng có làm cho cái người chung quanh chúng ta hiểu lầm về đạo Pháp. Bằng cách là chúng ta phải có cái tùy duyên, nhưng mà cái tùy duyên của chúng ta vẫn giữ được cái cốt cách
của một người con Phật. Cái tùy duyên đó là cái tùy duyên để hướng dẫn, để làm cho người thân không cảm thấy bị sốc trong cái chuyện tu hành của chúng ta, chứ không phải tùy duyên là buông trôi. Đó là cái câu chuyện mà Đức Phật đã nhắc nhở Tôn giả Xá Lợi Phất. Và sau khi mà Xá Lợi Phất đã sám hối Đức Phật rồi, thì Đức Phật khen ngài Xá Lợi Phất á, là một vị tăng chưa bao giờ chống trái Như Lai, chưa bao giờ biện luận trước Như Lai khi mà Như Lai có lời nhắc nhở. Vì vậy, trong tất cả các vị đệ tử của Đức Phật thì Như Lai tin tưởng nhất là Tôn giả Xá Lợi Phất, là một người đệ tử có cái tâm khiêm cung và nhẫn lực rất là lớn, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta mà sau này có cái yếu, khi thầy tổ dạy mình cái gì đó, có cái mình thích thì mình sao? Mình nghe, mình chịu làm, còn mình không thích thì sao? Hoặc là mình thưa liền tại chỗ, hoặc là mình không thưa nhưng mà mình không làm. Còn ngày xưa đó, quý ngài rất là kính thương Đức Phật, Đức Phật dạy đâu thì làm đó. Ở trong thiền phái Trúc Lâm có một cái nếp mà tôi cũng cảm thấy rằng đó là phước của thiền môn. Từ đây về sau thì như thế nào tôi không biết, nhưng mà từ tôi về trước cho tới Hòa Thượng thì có được cái nếp này. Hòa Thượng hồi xưa lúc mà trực tiếp lãnh đạo Tăng Ni, có thể nói ngài nói cái gì là ở dưới này nghe răm rắp. Tôi là có một cái kỷ niệm á. Hồi xưa tôi kêu hai chữ xương máu, nhưng mà thật sự ra nó cũng có gì lớn lao tới xương máu. Nhưng mà lúc đó tôi buồn quá cho nên tôi gọi là xương máu. Hồi xưa mà Hòa Thượng kêu một cái gì rồi, không có cái chuyện là con làm không được, cứ làm đi, được không được rồi chừng đó tính nữa. Nếu được thì làm tiếp, nếu không được thì thầy thay đổi. Chứ không có cái chuyện là mình sao, dạ con làm không được. Thì hồi trước là quý huynh đệ biết, cái thời 675 đó, mình vừa nghèo khó mà lại vừa vất vả trong cuộc sống. Cho nên bên nữ khi mà thầy cất thêm chỗ ở cho quý thầy cô đó, thì bên nào phải tự bên đó lo. Thầy không có chịu là quý thầy qua bên đây phụ nhiều, hoặc là quý cô qua bên kia phụ nhiều. Đối đế lắm, cần thiết lắm thì mới cho phụ, còn không thì tự lực cánh sinh. Cho nên chúng tôi phải làm những công việc của người nam. Bữa đó là ngài cất cái nhà thiền thêm cho ni chúng ở. Mà cái chuyện cất nhà đó thì mấy cái dưới này làm hết là chuyện bình thường, như là mình đóng trĩ, hồi xưa cất nhà dách đất, lợp lá. Trĩ là mình đóng rồi đó. Tre cũng mình tự tét nữa, một cái cây tre mua về xong cái đóng vào cái cây ở trong vô cái cây mít á, rồi bắt đầu mình có hai vị, vị bên đây. À, thọt vô cái cây đó, qua bên kia tuốt ra kéo ra. Con gái mà làm hết những cái chuyện đó, mấy chị nào mà giỏi á, thì họ sẽ tiên phong làm những cái khó trước, rồi mấy chị em mà dở dở như tôi và vuốt đuôi chạy theo. Thì mình chẻ tre, mình đóng trĩ, rồi vách đất á, thì coi như là mình đào một cái hầm đất, đổ nước vô, bỏ rơm vô, rồi đạp. Mấy cái chuyện này chị em đều phải làm hết rồi. Và cuối cùng lợp nhà. Thì bình thường tôi cũng có lên lợp, mặc dù tôi lợp dở và tôi rất là rung. Mỗi lần mà bò lên tới trên đó là phải nghỉ thở lâu lắm mới bắt đầu ngồi lợp được. Thì bữa đó tôi bệnh cho nên là không có lên lợp nhà, sợ không dám lên. Bữa đó qua thường lợp nhà thì bắt cặp, chúng hồi đó cũng không có nhiều. Hòa Thượng muốn lợp cho nhanh cho nên bắt 4 cặp hoặc là 3 cặp. Thì bữa đó là nếu tôi không lên thì mất 1 cặp. Phải đủ 2 vị, vị một ly gì là 2 vị, vị cột cái lá trên, vị cột cái đuôi lá. Thì bữa đó tôi nói nay con bệnh, nói với ni sư con bệnh con không lên được. Nói ni sư thôi, chứ còn thầy, bà thờ thầy qua thầy nói rồi chưa à, lên. Thầy nói lên, thì lên thầy nhìn lên thì thấy thiếu cặp. Thầy nhìn vòng vòng thầy nói ủa con chiếu đâu. Đệ tử ít cho nên nhìn biết chiếu đâu.
thì tôi ở dưới không lên nhưng mà vẫn ở dưới làm, tức là mình đưa lá, mình không lợp mà mình đưa lá. Cái bạch thầy con, ủa sao con không lên? Nói dạ bạch thầy, hôm nay con không lên mà không có dám nói mình bệnh. Rồi một cái rồi thầy nhìn một cái xong thầy chống gậy thầy đi về, chỉ vậy thôi. Chàng đét ơi, thôi sợ quýnh sợ quán, xách cái áo tràng chạy theo, chạy theo vừa chạy vừa khóc vừa sụp lại. Bạch thầy con lên, con lên. Mà không thèm nói, thầy không thèm nói một tiếng nào hết. Qua tới bên kia đắp cái y đảnh lễ, bạch thầy con sám hối thầy, con sám hối thầy, con cãi lời thầy và con lên lợp lá, xin thầy đừng giận con, thầy thương con đừng giận con. Rồi không nói lại ba lại xong lật đật về lên chút xíu chống gậy qua, nhìn lên thấy lên rồi thôi. Mà vừa lên trển vừa lợp vừa khóc, thúc thích thúc thích. Tuổi thân. Chút xíu lại thôi mà mình thấy rằng thiếu nghị lực, không có sự cố gắng. Rồi lên cũng lợp, lợp cũng xong, chết chóc gì đâu. Mà hồi đó nghĩ là lên chắc chết, cho nên không lên. Rồi cũng xong việc. Cho nên là những cái việc nhỏ đã không từ chối thì việc lớn càng không được từ chối. Mà biểu một cái gì rồi đó là phải làm cho được, không có cái chuyện là không làm. Nhờ vậy cho nên là Hòa Thượng điều hành cái đám đệ tử răm rắp. Quý vị biết đệ tử là cả bao nhiêu nghìn người mà không có đứa nào dám chống trái. Hả, nói ra là làm. Cái đó là cái quy đức của Ngài. Vậy mà chúng tôi thương Hòa Thượng vô cùng, không bao giờ có cái chuyện mà buồn thầy hay là ghét thầy hay là giận thầy. Thương thầy vô cùng. Nó có một cái đức hạnh của thầy làm sao đó mà dù thầy nghiêm với mình cách mấy, dù thầy dạy mình nghiêm cẩn cách mấy, mình vẫn cảm thấy rằng thầy đúng là một bậc thầy của mình. Nếu ngày xưa không có Hòa Thượng như vậy thì không thể đào tạo một số tăng ni cơ hữu để sau này lớn lên có thể chia sẻ với cộng đồng những cái pháp hóa của Hòa Thượng. Nên là người con Phật không thể khiếp nhược được, người con Phật không thể bi lụy được. Người con Phật quan trọng nhất là phải biết nhìn thẳng vô mình, không phải nhìn thẳng người ta mà là nhìn thẳng vô mình. Cái khó nhất là chiến thắng lấy mình. Mà chúng ta không chiến thắng lấy mình thì chúng ta đừng mong chiến thắng. Quý Phật tử cứ thấy mình muốn phải thế này, mình muốn phải thế kia, người này phải có những cái suy nghĩ như mình, ứng xử như mình, hay là muôn sự muôn vật phải theo ý mình, đó là một cái nhìn sai lầm. Mình phải chiến thắng những cái mà nó đến với mình, dù thuận dù nghịch gì, chúng ta cũng phải chiến thắng nó. Không thể nào nói rằng tôi không muốn. Tôi không muốn là một cái câu nói chưa hiểu được lý duyên sinh, thưa phải không? Vừa rồi tôi đọc một câu chuyện, và câu chuyện này rất là thời đại, nó là chuyện đời, nhưng mà tôi lại thấy được trong đời có đạo. Chuyện của một người bác sĩ, ông là tiến sĩ y khoa người Pháp. Ông chết vào ngày thì không nhớ chính xác, nhưng mà tháng 7 năm 2011, tức là chết năm ngoái, 50 tuổi thì là ông khoảng bằng tuổi tôi. Chết năm ngoái đó. Ông là một trong những người sáng lập cái hội y tế y khoa gì thế giới, và là một vị thầy, bác sĩ bậc thầy chuyên về não bộ. Ông rất có công trong cái chuyện mà chụp hình não và là bác sĩ trị về tâm thần. Năm đó ông 30 tuổi, làm việc với một ekip gồm có 3 vị. 3 vị này đều đồng tài, đồng sức, đồng tâm. Thì bữa đó ông đã hẹn với 2 người bạn của mình sẽ bắt đầu mở thí nghiệm đó. Mà cái máy mà chụp hình não đó là do ông và 2 người bạn kia đã thiết kế, phát minh ra. Giờ muốn thử nghiệm để mà tiếp tục nghiên cứu cái công trình đó của mình, phụng sự cho cộng đồng, nhất là các cái bệnh nhân về não. Thì bữa đó ông hẹn với các sinh viên tình nguyện thực tập, vì là phải chịu vô trong cái máy đó để chụp hình. Cho nên mỗi một sinh viên khi mà đồng ý
chụp hình như vậy thì sẽ được thù lao một số tiền nhỏ, tại người ta cũng sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Cho nên là có một số sinh viên tình nguyện, bữa đó họ mới lên cái danh sách. Ba người, một người vào lúc 8 giờ, một người vào lúc 10 giờ, một người vào lúc 2 giờ đến để nằm trong cái máy đó cho ba cái nhà khoa học này họ tiến hành cái người ta gọi cái đó là gì? Thí nghiệm cái công trình của người ta. Thì người thứ nhất nằm rồi, tới ta 10 giờ trưa thì người thứ hai chờ hoài không đến. Cho nên cái vị này mới nói thôi, tôi vô nằm cho, hai anh chụp đi. Bởi vì công trình mình đang tiến hành, đang nghiên cứu, không thể nào mà dừng lại. Thì ông mới chung vô cái máy đó, ông nằm. Ông nằm thì họ thiết lập cái chương trình và những cái động tác để mà họ làm việc. Cho nên ông nằm 10 phút rồi. Nằm cái phòng cách ly, ông chờ hoài, sao hai ông bạn không biểu ông làm tiếp những cái mà họ đã đồng ý với nhau. Làm này xong rồi làm gì, tới gì nữa. Không nghe hai ông bạn nói. Thì một lát ổng mới ở đó thì họ nói chuyện nhau bằng bộ đàm, ổng hỏi sao đó thì bên phòng kia báo lại là có vấn đề David, chúng ta phải làm lại. Thì ông này ổng nói được thôi, tôi rất là sẵn lòng, tại thường nằm máy lâu người ta sợ, nhưng mà ổng là một nhà nghiên cứu cho nên ổng hy sinh. Ổng nói tôi sẵn lòng, tôi nằm đây tôi chờ đợi mấy anh làm lại đi. Rồi làm lại lần thứ hai cũng không nghe bên kia nói gì. Ổng hỏi có vấn đề nữa không, hai người kia mới nói chúng tôi sẽ qua. Thì hai người bạn bước qua phòng và hai cái gương mặt trễ xuống hết sức là thiểu não, mới nói với người bạn mình chúng ta không thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm này nữa. Hỏi tại sao? Nói vì trong cái não của anh nó có một cái cục bú bằng cái trứng gà mà ở cái vị trí đó thì không thể là bú lành tính được. Ông mới nói đâu đưa cái hình ra coi. Đưa hình ra coi thì ông bị ung thư não vào lúc 30 tuổi, là một người bác sĩ đứng ra sáng lập cái khoa đó và là người đầu tiên mà ghi nhận được cái kết quả. Mà ông cho rằng ông nói là đang ở trên đỉnh vinh quang thì ông chợt từ một trên đỉnh vinh quang sao ông té xuống một cái vực sâu mà ông không thể ngờ được. Hai người bạn ông mất tinh thần luôn. Thì đêm hôm đó ông về ông mới nằm, ông suy nghĩ và ổng có một cái cảm nhận. Mình là một cái nhà khoa học, mình từng nghiên cứu về não, mình từng nghiên cứu về căn bệnh ung thư thế này thế kia, nhưng mà một khi mình nghe được mình ung thư thì cái cảm giác này chỉ có mình mới nhận ra được thôi. Nó hẳn tới mức mà giữa công trình với con người của mình hai cái này nó không dính với nhau hết, toàn bộ nó sụp đổ một cái rầm. Một cái mà ông đã xây dựng lâu dài, rồi bây giờ cái kết quả nó đến làm cho ông thấy giữa ổng với cái công trình của ổng nó không dính líu gì nhau hết. Ông nằm đó, ông không biết phải làm sao. Thì ngay trong cái lúc mà ông đang bối rối như vậy đó, cái ông phát hiện ra một điều, thì ra ta cũng là con người. Một cái điều đơn giản. Bao nhiêu người bị ung thư não, thì ta cũng có thể ung thư não. Bởi vì đơn giản ta là một con người. Xin quý vị nhớ cho điều đó. Và chính cái phát hiện này của ổng cứu ổng đó. Cái khi mà ổng phát hiện, ổng nói ủa tại sao mình lại kinh khủng như thế này. Và kể từ đó ổng mới biết được tâm trạng của những người khi đón nhận kết quả mình bị ung thư. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất làm cho họ đi gần tới cái chết. Cái sự kinh hoàng đó, cái sự hẫn đó, mất toàn bộ tinh thần và nhựa sóc. Tới khi mà ổng phát hiện điều này rồi, không chỉ là một bác sĩ để trị bệnh mà luôn lại là quý hơn nữa, mình chính là gì? Là nạn nhân để nắm hết toàn bộ tâm sinh lý của một con người. Cho nên ông rất là cảm ơn khi mình bị ung thư não. Ông nói nhờ ông bị ung thư não cho nên ông hiểu toàn bộ cái tiến trình phát triển của bệnh và toàn bộ cái quy trình trị liệu của ông. Và ông đã tồn tại 20 năm với căn bệnh ung thư não. Trong 20 năm đó, ông đã cống hiến một cái thành tựu rất lớn cho những người bệnh nhân bệnh về não. Ông cũng vẫn xạ trị, ông vẫn uống thuốc, và cộng thêm đó là một cái tinh thần
lạc quan, coi ung thư cũng như là một cái cơn cảm bình thường thôi. Cho nên ông vượt qua cái sự phát triển cực kỳ nhanh chóng của tế bào ung thư, bởi vì ông tự lấy cái sinh lực sống của mình và cộng với lại cái phương pháp của một nhà khoa học để mà hạn chế cái quá trình phát triển của tế bào ung thư. Cho nên ông tuyên bố người ta chỉ chết không vì bệnh mà vì sợ chết, chứ không phải vì bệnh. Rất là đặc biệt. Cho nên tôi thấy rằng con người ta đa số là sợ chết, cho nên nghe bệnh là lo chết trước. Chúng ta chết mau là vì sao? Chúng ta sợ quá. Lúc đó ông cảm thấy rằng mình đã ở nhà khoa học rồi, mình nghiên cứu, bây giờ mình sẽ cảm nhận được cái đau của nó, mình sẽ cảm nhận được cái phát triển của nó. Và ông nói rằng trong con người của tất cả chúng ta đều có sẵn tế bào ung thư, ai cũng có hết. Thưa có đúng không? Quý Phật tử có trình độ thì quý Phật tử tự hiểu điều này. Nó có sẵn, nhưng mà nó có thể thay đổi tế bào này hoặc tăng trưởng hoặc là sẽ mất đi. Do ai? Do chúng ta. Nếu chúng ta nuôi nó thì nó tăng trưởng. Nếu chúng ta dẹp nó thì nó mất đi. Nuôi bằng cách nào? Thứ nhất là ăn uống. Thứ hai là thái độ sống. Ăn uống thì thử ra ông góp ý. Quý vị nào có bệnh ung thư thì về tìm cái tờ báo Văn hóa Phật giáo số mấy không biết, bảo ở ngoài cái hình nó có cái hình chùa thầy ở trong đó, ổng góp ý rất là hay dành cho bệnh nhân ung thư. Tôi mới vừa đọc xong. Ăn uống thì phải ăn những cái gì để cho nó chống lại sự phát triển của tế bào ung thư. Và quan trọng nhất vẫn là thái độ sống. Tại vì nếu mà thái độ sống của chúng ta mạnh mẽ thì tự những cái chất kháng thể của chúng ta nó sao? Nó rất là mạnh, nó tự diệt tế bào ung thư. Cho nên có những người mà họ ung thư thì họ sống mạnh mẽ bình thường, họ sinh hoạt vui vẻ, sống rất là lạc quan và không quan tâm tới vấn đề bệnh. Ông lại cảm nhận rằng may có mày để tao thí nghiệm, tức là mày cứ nằm yên đó cho tao, để tao làm việc với mày. Ông cứ nghĩ rằng đây là một cái khối u lợi ích giúp cho ông hoàn thành cái gì? Hoàn thành cái mục đích nghiên cứu của ông. Bởi vì nó nằm ở người khác thì ông không cảm nhận bằng nằm ở chính bản thân mình. Cho nên từ khi ông phát hiện ra điều đó thì ông lại sống lạc quan hơn. Ông này cũng Bồ Tát thị hiện chứ không phải người bình thường. Và ông có một cái khuyết điểm lớn là ông nói vì trước đó ông đam mê khoa học quá, cho nên ông bỏ hẳn cái đời sống đời thường của một con người bình thường, là thí dụ như sinh hoạt ăn uống rồi giải trí, rồi ngay cả đời sống gia đình nữa. Ổng vì quá đam mê khoa học cho nên ổng đem khổ đến cho vợ ổng. Vợ ổng buồn cho nên đã ly dị. Sau này ổng rất là hối hận bởi vì ổng sống không có quân bình. Tới khi ổng bị cái chứng bệnh đó rồi, cái ổng quân bình trở lại. Quân bình trở lại cho nên lúc nào sống như thế nào thì sống theo như cái thế đó. Do đó mà ông yêu đời hơn, làm việc tốt hơn, sống có lợi ích hơn. Cuối cùng ông góp ý với tất cả những bệnh nhân bị ung thư: thứ nhất là không sợ, thứ hai là sống lạc quan, thứ ba ăn uống tốt. Tức là bệnh này thường là do gì? Ăn uống, mà nhất là ăn thịt. Tôi thấy trong đó là thịt có màu đỏ. Tức là cái thịt gì mà màu đỏ nhiều thì sẽ dễ làm tăng trưởng tế bào ung thư. Còn nếu mà quý vị ăn thanh đạm nhiều, rau nhiều thì hạn chế. Nói hạn chế thôi chứ người tu cũng có ung thư nha. Chứ không phải là không có. Mà khi mình có ung thư rồi thì mình mới biết đây là cơ hội để cho chúng ta sống lạc quan hơn, sống phụng sự nhiều hơn. Và ông nói luôn luôn sống gần cộng đồng, đừng bao giờ mà biệt lập với cộng đồng. Như mình biệt lập cộng đồng là mình nuôi lớn cái vọng tưởng độc, người ta gọi là độc thoại đó. Quý vị mà có sống một mình nhưng không có áp dụng pháp tu sẽ biết giây phút sống một mình nó kinh khủng hơn là sống với cộng đồng. Nếu không có chịu áp dụng pháp tu, sống một mình nó hay bị vọng tưởng điên đảo, nó nhiễu loạn mình lắm. Trừ khi chúng ta thiền định thì sống một mình tốt. Còn nếu không biết thiền định thì sống một mình là giam hãm mình trong cái ngục tù của tự thân, cô lập mình trong những cái vọng tưởng mà mình bế tắc.
chứ không có tháo gỡ được. Cho nên một người không phải là đạo Phật nhưng mà phát hiện ra được cái tính duyên sinh của bệnh tật. Ông thấy mình là một con người, đã là con người thì người nào cũng như người nấy, có thể có bệnh này, có thể có bệnh khác, đâu có gì mà đáng sợ như vậy. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, mình thức tỉnh, đừng có nghĩ rằng mình sống về là an toàn. Bởi vì tế bào ung thư á, nó đã có sẵn rồi, nó chỉ cần sao? Hợp duyên cái là nó phát triển ra liền. Thành thử ra mỗi giây phút sống của chúng ta là mỗi giây phút sống trong vô thường. Không có gì để chúng ta tự hào, tự mãn. Và không có gì để chúng ta tính toán chuyện trăm năm vĩnh cửu. Cho nên lỡ công việc gì mà nó có mất đi thì cũng bất quá là nó ngang tầm với ung thư. Nó tuổi thọ ngang tầm với ung thư. Nếu mà chúng ta hay ra đời sống của chúng ta đó, nó đã báo trước rồi. Thì chúng ta không có cái gì mà chúng ta phải tính toán làm cho lao nhọc thân tâm. Bởi vậy quý Phật tử thấy ở đây đa số đó là quý Phật tử lớn tuổi, kế là trung niên, ít nữa là tuổi trẻ. So với những cái người trẻ tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, quý Phật tử ngồi đây 60 tuổi, 70 tuổi là quý vị đã sống ngon hơn người ta 6-70 năm. Như vậy đủ chưa? Đâu có gì để mình phải sợ. Vậy thì 70 tuổi nghe có bệnh có đáng sợ không? 30 tuổi mà người ta bệnh người ta còn không sợ. Cho nên ổng sống được với căn bệnh đó trong vòng 20 năm. 50 tuổi ra đi hết sức là viên mãn, trong lòng rất là hài lòng vì mình đã sống tốt và sống có lợi ích. Tôi cũng kính mong quý Phật tử là người con Phật luôn luôn sống tốt và sống có lợi ích bằng chính trí tuệ của mình. Xin mời hội chúng hồi hướng. Nguyện